bi ngày ni bi cái này sao tệ bi bi vậy the party. Chăm đã ơi. Ồ. Đó hơn. She's a cooking lady. Nick eating guy. Nick guy for a cooking lady. Khóc ta mi mong đập muối nè. Chân. Ú, bà cái á. Ai men, men đập mà chan nè, buồn chan. Ú, chân. Mà chan nè, mà rồi chan. Rồi chan nè. Cái á. Mà đòi bạc hời. You want three? Hello. Bà cha vô ấy. Vô tí tí chứ, vô cục mục. Chọn vô cục mục kia. Ừ. Uh-huh.
Oh, bài cha cái đàm. Có khỉ. Cái đàm, cái đàm. À, nó mùi à. Mùi à, cái sạch chú, cái đàm. Yeah. Được nha, bài được nha. Bài được nha, tại bài mùi cái đàm. Bài cái đàm mùi bài chú. Ồ, chẳng tiếc. Ồ, mòn. Mòn, dù lịch mà mùi. Chá. Thông mém. Thông mém đấy con đấy. No, 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 no. Thông thông đấy con đấy. Sạch cầu nè. Cầu ăn. Vô tí. Vô tí. Nè nó đắng, chăm thêm tiết. Chăm. Nên ngay hộp sổ sổ mà vô tiết. Vâng. Hộp tí. Nhưng mà đảo cho ta ước mà cái này tôi bị nhìn trong cổ. Tôi cái đảo cho nên. Biết sợ. Nên. Bạn của bạn không có bạn đây nè. Nên. 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 Tao dậy cho tao muốn nó. Nghe nóng đi là bay ngon ạ. Nghe cục cam bị chi. Ô anh đi ở ăn cho đi. Ô anh đi bánh chả nữa. Ô anh đi sạch cầu, sạch chủ. Nè nè, nè ở đi. All right, nè nàng khi chăng thơm nào. Ê, you see. Không ngẫu đấy. No, yeah. Ừ. Nó dạ. Mày chưa ngã kia này, anh chạy về chưa ngã kia đây. Ở ấy bên nào xài xu hả? Ok. Yeah. Oh yeah, that's cute. Oh, yeah. Perfect. Oh yeah. So I'm just gonna move here to do like this so it see look nicer on the picture. Yeah. Mơ khơi pênh. Pênh. Cute. 1, 2, 3. Cô đừng hai chia bên tờ tới chia đến nơi trong sông play nó cô bàn máu đại khuôn quát hay nâng cô prap tha ơi đầm nào bên tờ cá sấp sa bạc quạt tới tiệt giang mạch đại yes Very catchy, I don't need to speak English. Like, oh, oh, I have a few of my coworkers here that also come to congratulate Jaden for his graduation. Thank you, you guys, that coming today this evening and hope you enjoy yourself. Thank you so much. Here's Jaden. You're welcome. The schedules and for the parties going on today, so I appreciate you guys taking time out of your day to come. Perfect. Thank you for coming. Come on, whatever you want to say. And then I want to say thanks to my parents for raising me well, keeping up with my studies and whatnot. I want to say thanks to my brothers for setting a good example. And then I also want to thank my cousin Kaylee and Clay, and then my girlfriend Anjay and Sade for helping with the decorations this morning. I appreciate you guys coming to help. And then a special thanks to my mom for getting all this organized and set up. None of this would be possible without her. So I just want to give a special thanks to her for doing all this for me. Yay! Thank you guys, appreciate it. Alright, so now for my third song, ta chiêng bruoi, ta chiêng chinu vay nha nha. Dara, ta ko dara đấy nè. Grandpa sing very good. Congratulations. Oh, thank you. I'm going to go to the house.
Sarang hei, sarang hei.